Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ông chủ, đến lượt tôi rồi. Ông chủ, tôi muốn đào tạo. Ông chủ. Thật ngại quá, đã đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi. Khách hàng xếp hàng chưa tới lượt ngày mai. Ngày mai tới sớm à? Đáng giận à, sớm biết thế thì tôi đã tới sớm hơn một chút. Tôi muốn chờ cửa hàng ra vào đến hưởng đồng. Đừng có ai giành người đầu tiên với tôi. Ơi, tôi phải đi ở khách sạn gần đây. Hả, chờ đã, tôi cũng muốn đi. Buôn bán đột nhiên đông khách như này, thật đúng là không quen à. Ban ngày không có thời gian tu luyện. Hệ thống mở ra giao diện đào tạo đặc biệt. Tra tìm Long Đài Sơn Bí Cảnh. Tìm kiếm không có kết quả. Không có. Vậy tra tìm tất cả có chữ Long cao cấp đào tạo đặc biệt. Truyền thừa huyễn cảnh, Long Vương truyền thừa. Tiêu phí 2.000 năng lượng. Truyền thừa huyễn cảnh. Hình dạng của xương rồng này hẳn không sai. Hệ thống, truyền thừa bí cảnh này so với đào tạo đặc biệt kia có gì khác nhau? Truyền thừa huyễn cảnh như tên. Huyễn cảnh tự nhiên là hư ảo, ngoại trừ chiến đấu tu hành. Còn lại không có cách nào mà ký chủ mang đi bất luận là đồ vật gì. Hả? Vé vào cửa. Hư huyễn so với Lôi Đình Vân Hải giới, Hỗn Độn Tử Ninh giới đắt gấp đôi. Đây là đạo lý gì? Thứ hai, mỗi nơi ở bên trong địa điểm truyền thừa đều có một vị thần linh rơi xuống. Vương hồn. Ở nhà chờ cường giả kế thừa thông qua khảo nghiệm. Vương hồn là vật chí cao, sao có thể để cho phục chế kinh nhân? Trong số đó có địa điểm truyền thừa. Ở trong chỉ có thể là người mạnh hoặc là mạnh hơn. Hai đẳng cấp người mạnh với kẻ yếu cùng nhau là không có đất mà đào tạo. Đánh đồng như nhau. Vương hồn không thể là phục chế. Cho dù là phục chế những bảo vật khác, một chút cũng không được à. Nếu là chỉ đem tiểu khô lâu đi vào cũng quá thiệt thòi. Ơi, chủ nhân con chó đã quá thời gian nhận rồi. Nếu như không phải là do bệnh mau quên, thì chính là... Hợp đồng đã ký kết. Phi Nguyệt Khuyển, đẳng cấp cấp 1, loại hình hệ chiến đấu, chiến lực cấp 1, tư chất, hạ hạ đẳng, kỹ năng nắm giữ, gào thét, cắn xé, da dày thịt béo, tính cách trung thành, là chiến sủng người mới có một. Quả nhiên, chủ nhân của nó ngoài ý muốn qua đời. Trời trắng khay gửi nuôi của ta lâu đến vậy. Sau này hãy theo ta hành động cho thật tốt nhé. Khấu trừ năng lượng 2.000 điểm. Ký chủ đã kết nối truyền thừa huyễn cảnh, Long Vương truyền thừa địa. Thời gian kết nối 7 ngày. Tử vong số lần 10 lần. Thỉnh tự mình tìm hiểu. Các người phải chăng đến chịu khảo nghiệm truyền thừa của ta? Tiếp nhận. Đây là Long trụ cửu tiết. Số 9 là số lớn nhất. Leo lên đến tiết 9 thì coi như là nhận lấy tư cách được tuyển chọn của truyền thừa. Chỉ có tư cách được tuyển chọn thôi. Vậy như thế nào mới có thể nhận được tư cách kế thừa? Ở lúc ta rơi xuống, máu và thịt rơi rụng hóa thành trời. Vảy rồng rải rác biến thành 109 khôi lục địa, khối lục địa, hóa thành đất. Nhưng Long Lân chi địa đã bị khí bẩn ô nhiễm, sinh sản ra vô số yêu ma. Cần phải thanh lọc toàn bộ yêu ma ở bên trong, ta mới có thể khôi phục vương hồn. Đến lúc đó, ngươi từng leo lên tiết 9, sẽ tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm lần cuối cùng.
ơi, tồn tại cấp bậc không có khả năng để cho người ta nhận được truyền thừa tùy tiện. Khảo nghiệm phức tạp một chút cũng hợp lý. Chỉ là 109 khối vảy rồng cũng quá là nhiều à. Chỉ dựa vào một mình ta phải biết bao lâu à. Trong này không có đèn à. Người khiêu chiến phải học được kính sợ. Long Huy. Ấy, cảm giác áp bách thật mạnh. Truy Nguyệt Khuyển không phải đi theo ta tiến vào ở. Như thế nào âm thanh nào phát ra từ bên trong? Đất. Lại từ địa điểm bất đồng truyền đến. Chẳng lẽ có quỷ hay sao? Chẳng lẽ có quỷ? Đây nè. Tượng. Ra chỉ là sờ soạng đụng vào tường. Cấu tạo đặc thù của mặt tường này. Chỉ sợ là nguyên nhân gây nhiễu loạn vị trí âm thanh. Có điều tầng thứ nhất đơn giản vậy sao? Người khiêu chiến phải học cách kính sợ. Kính sợ là chỉ cái gì? Thủ vệ pho tượng là vật sống. Nếu vậy một cái khác cũng đáng ghét. Ký chủ đã tử vong, số lần phục sinh còn lại 9 lần. Mẹ, ra tay chậm rồi. Nếu vừa rồi mình lấy tinh lực toàn thân tụ vào một điểm thôi, thôi động bảo giáp nguyên thủy, hắn là có thể chống đỡ được đao này. Phục sinh tại chỗ, đáng tiếc quá nhanh. Cũng may có tiểu khô lâu đứng vững, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hờm. Tiểu khô lâu đừng động. Quá lạ vậy. Ý của học cách kính sợ chính là không cho phép nhìn thẳng long nhan. Tất cả theo ta. Ngũ giác của chiến sủng sư hơn xa thường nhân. Nhất là có thể cảm nhận tinh lực lưu động xung quanh. Dù mất thị giác cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh bị động. Nhưng muốn cảm nhận được phạm vi lớn, thế dưới áp bách của Long Huy, còn phải luôn lưu tâm nguy hiểm bên cạnh. Cần tiêu hao cực lớn tinh thần lực, tuyệt đối không phải là chiến sủng sơ có thể tiếp nhận. Cũng may mình đã xem thấu quy tắc thần thứ nhất, có thể đặt toàn bộ lực chú ý vào việc cảm nhận phương hướng. Cũng từng lịch luyện chống lại cảm giác áp bách trong đợt bồi dưỡng khác, sớm tập mãi thành thói quen. Tìm nối ra dễ như lấy đồ trong túi. Có sát khí đang đến gần. Không đúng. Sát khí này không có tì vết. Không phải là do vật sống phát ra. Là ảo ảnh. Cầm xuống. Chúc mừng người khiêu chiến thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất. Mời lên tầng thứ hai. Chiến lực luyện ngụm trúc long thú tàng cấp 4, lĩnh ngộ kỹ năng long hống. Chiến lực của truy nguyệt khuyển tàng cấp 3, lĩnh ngộ kỹ năng bạo lộ. Chiến lực của thiên hương chư tàng cấp 3, lĩnh ngộ kỹ năng kháng phấn hương độc tố cấp tính. Chiến lực của Khô Lâu Tàng cấp 8, lĩnh ngộ kỹ năng Trảm Long. Long Cốt Tháp mới gặp một hơi đã đánh đến tầng 8, thành tích coi như là không tệ. Thiên Hương Trừ lại đi cùng 2-3 lần cũng xem như là bồi dưỡng xong.
Có điều thủ vệ tầng 9 thực lực cao tới cấp 9, dù tiểu khô lâu cấp 8, chúng vị đã lĩnh ngộ trảm long, chuyên khắc chế long tộc lại vẫn không phải đối thủ, chênh lệch giữa cấp 8 và cấp 9 lớn như vậy. Xem ra phải chờ tiểu khô lâu hoàn toàn hấp thu huyết châu khô lâu vương mới có cơ hội. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tên anh trai phế vật kia rõ ràng một quyền cấp 4 của mình cũng không tiếp nổi, sao có thể là đạo sư cấp cao? Chắc chắn là phía sau có điều mờ ám, để xem tôi vạch trần anh ra sao. Xuất hiện rồi, anh trai phế vật. Xảy ra chuyện gì vậy, vẫn còn sớm mà. Rõ ràng trước kia đều là 1-2 giờ chiều mới ở ngoài mở cửa. Tô lão bản, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tô lão bản, hôm nay có thể bồi dưỡng sủng thú cho tôi hay không? Tôi chờ anh lâu lắm rồi đó. Tô lão bản còn nhớ tôi không? Mấy người kia trông có vẻ vô cùng tín nhiệm ông anh mình, cứ như là nhìn thấy chúa cứu thế vậy. Đa cấp, nhường đường chút đi. Quý củ cũ xếp hàng trước. Rõ. Sao có thể? Nhường qua một chút được không? Ai vậy, xếp hàng đi. Diệp Hạo. Đương nhiên, mời Diệp Thiếu. Dì, Diệp Hạo cũng tới. Diệp Thiếu, chào Diệp Thiếu. Diệp Hạo, đây chẳng phải là tổng quán quân hàng năm ở năm thứ 3 số 1 tìm anh trai phế vật có chuyện gì? Không phải là ông anh mình bất cẩn chọc phải Diệp Hạo đấy chứ? Diệp Hạo, chào Diệp Thiếu. Chào Diệp Thiếu. Có chuyện gì? Quý nhân thật là nhiều chuyện nên quên à? Ngân xà lôi long thú, không nhớ rõ sao?